mất hai người, thì cái người nào trước thì thỉnh về ta chôn trước, rồi người sau thỉnh về. Thì cũng chôn xong ta cũng đem cái này về, cái áo quan này về, người ta trả lại ông, rồi cái người khác tới Dạ. tới tới ta thỉnh. Dạ. Coi như là Không có chờ đợi, tử chôn là xong, tán. giờ tử là tán. Dạ. Chôn xong rồi đem cái áo quan trả về nơi Trả này, lại người tiếp người theo. khác ta thỉnh. Dạ. Xin kính chào cả nhà mình ạ. Hôm nay thì Hữu Thiện xin đưa cả nhà mình đến một cái khu di tích, đó là nhà lớn Long Sơn, một tín ngưỡng tôn giáo của đạo ông Trần, trên một cái xã đảo rất là nổi tiếng ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Khi mà mình tìm đến đây và nhắc đến ngôi nhà lớn Long Sơn thì sẽ gợi cho du khách một cái điều gì đó rất là tò mò về đạo ông Trần, nhất là những người theo đạo ông Trần thì mặc những cái bộ bà ba đen nè, làm cho mình cũng gợi cho mình một cái sự tò mò về đạo ông Trần. Thì cái giờ mà cho du khách vào tham quan là từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, và chiều là từ 1 giờ cho đến 5 giờ, cho nên nó là mọi người cũng chú ý cái thời gian mà mở cửa ở di tích nhà lớn Long Sơn, để cho mình tới đây thì để mình được vào tham quan. Chứ nhiều khi du khách từ phương xa thập phương tới đây mà không vào được mà phải chờ thì cũng mất nhiều thời gian của mình trong cái hành trình chuyến đi du lịch đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và khi mà đến với khu di tích nhà lớn Long Sơn thì sẽ có hai ngày lễ lớn, đó là ngày 20 tháng 2 tức là ngày giỗ của ông Trần, và ngày 9 tháng 9 tức là ngày Tết Trung Củ. Thì còn một cái điều đặc biệt nữa mà khiến cho Hữu Thiện rất là tò mò, đó là cái tập tục là chung một quan tài, làm cho mình là cũng khá là thích thú và tò mò khi mà mình tìm đến xã đảo này, và tập tục đó tới ngày hôm nay thì vẫn còn luôn. Có nghĩa là theo quan niệm của người xưa, sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quách đồng quan. Chính vì cái điều đó làm cho Hữu Thiện là tò mò để tìm hiểu về đảo ông Trần với những người đạo hữu là mặc những cái bộ bà ba đen nè. Thì bây giờ là Hữu Thiện xin mời cả nhà đừng rời mắt khỏi màn hình để tìm hiểu về đảo ông Trần này nha. Let's go. Khi mà mình vào bên trong, thì có các cô ở đây hướng dẫn cho Hữu Thiện để đi vào trong tham quan. Dạ, con ở Bến Tre. Đó, Hữu Thiện đang theo chân của cô để tìm hiểu về đảo ông Trần, nhà lớn Long Sơn. Thì mình cũng là được nghe trên sách vở, video trên YouTube, nhưng mà ngày hôm nay thì mình muốn tìm hiểu kỹ hơn qua lời hướng dẫn của cô. Đây mình vô đây mình quay phim được mình vô mấy trong kính mà nó được quay phim Dạ dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ con xin chào. Dạ con Bến Tre. Dạ, hồi sáng con có gọi điện á, con gọi điện vô bên nhà lớn mình, con hỏi cái giờ á, tại lúc trước con có đi vô một lần mà nó không có, con không có vào được á, lúc đó dịch á, rồi cho nên con cũng không biết, cho nên con phải gọi điện trước. Dạ. 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 Thờ ông là bàn thờ ông là ở đâu vậy con?
Hồi nãy cái chú nó dắt đi vô kỉnh bằng đời ông á. Dạ là chỗ đó là bằng bàn thờ ông. Đó dạ. Bằng đời ông. Dạ. Còn bên đây là gian thờ bác. Bên đây là gian thờ bác. Dạ. Trong đây là đồ gỗ không? Dạ. Ngày xưa của ông mình là đời của ông mình là ca cái gỗ nhiều. Dạ. Ngày xưa không á. Thấy là những cái chân đèn, chân nhang rồi là ngày xưa đó theo trên bàn vậy là một bàn này là bộ ly hương. Dạ. À, bị bộ lư. Dạ. Dạ. À, đây hướng này thì hồi nãy thì nó đi rồi là bàn thờ ông bên bên đó mình không có được quay, mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Dạ. Dạ. Những cái ngày lễ chính của mình nó là ngày mấy vậy cô? 19 và 20 tháng 2. 20 tháng 2 là ngày giỗ ông. Dạ 20 tháng 2 là ngày giỗ ông. Còn 19 tháng 9 là ngày còn Tết Tết trùng cũ. Tết trùng cũ. An à, tới ngày đó chắc thập phương về đây đông lắm hả cô? Dạ. Dạ. Rất là rộng luôn. Giờ thì mình sẽ đi lên trên nha. Dạ. Tiên mình khẩn nguyện xong rồi mình có lại đại chính lại còn lại sáu bước đầu trên đi tham quan. Dạ. Đầu tiên. Dạ. Wow, trên đây mình thấy có nhiều gian kìa. Ừ. Dạ, nhà lớn rất là dài. Là của nhà lớn mình không? Dạ, của nhà lớn. Ừ. Gian lớn rồi mấy cái gian nhỏ nữa rồi trên ta chiếc cầu mình đi qua lại. Của nhà lớn Long Sơn. Nhìn dạ. Cô ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Cô hồi đó cô sanh ở đây nè. Dạ cô sanh ở đây. Năm nay năm mấy tuổi? Dạ. Bốn hướng. Dạ sao bốn hướng. Chiếc cầu bên kia mình đi xong rồi mình đi vòng lại luôn, không có đi lại cầu cũ. Có như mình đi xuống nè. Dạ, có như mình đi một vòng nhà lớn luôn. Dạ. Thiết kế rất là hay. Mà rất là mát luôn con. Mát lạnh luôn. Thờ Phật á. Dạ, thờ Phật. Mình nguyện xong mình có lại thì là chính lại còn lại xá giúp đầu xin đi xuống. Dạ. Coi như cách lễ lại ở đây thì mình xá mình vuốt đầu. Dạ. Mỗi nơi thì có cách lễ lại riêng biệt. Không có, mình quỳ mình lại chứ. Còn cô thì cô xá vuốt đầu, cô đi đến là cô trình vậy đó. Dạ, à, cô trình. Là, trình đó là mình xá để dạ, mình thương xá. Trình lắm. Dạ, ha. Dạ. Lại lại chứ. Dạ. Dạ. Yeah.
À, nguyên cái kho lúa. Xin lỗi, xin lỗi. Rút cái cho. À, Bính Thư. Dạ. Thì năm cháu là tuần tú lại đó. À, tuần tú lại. Tuần tú lại. Thời ông đồng trước nữa. Cái này là tuần tú lại là thời ông già của tôi. Một cái kho như vậy là chứng tối đa là bao nhiêu tấn lúa? Thì hôm nay thì Hữu Thiện được đủ duyên hôm nay tới thăm nhà lớn Long Sơn tìm hiểu về đạo ông Trần, và Hữu Thiện cũng may mắn là có một cái nhân duyên được gặp và được diện kiến cô ba ở đây. Cô ba ở đây là cháu đời thứ tư. Mọi người ở đây là xưng hô là gọi là cô hoặc là anh em hả cô? Dạ, như con thì con gọi, xin phép con gọi là cô ba. Dạ. Thì con tới đây thì cũng lần đầu, con cũng muốn biết tìm hiểu về nguồn gốc và cái đạo ông Trần á cô bác. Dạ. Và những tín hữu ở đây thì thấy mặc bộ bà ba đen cho nên con muốn tìm hiểu á. Dạ. Dạ. Ngày xưa thì ở đây là còn rừng núi của anh Du. Dạ. Rồi cũng khó khăn. Dạ. Nên mặc đồ đen không, ở đây không có nước. Ở đây xài nước giếng không à cậu. Dạ. Đâu có bây giờ mà đường liền, rồi có xe, rồi có nước với điện từ bên Bà Rịa dẫn về. Dạ. Nếu có, còn ngày xưa thì xài nước giếng, mà nếu mùa nắng thì khô, đâu có nước đâu mà xài, nên mặc đồ đen. Dạ. Dạ. Như ngày xưa người dân mình về đây thì khó khăn. Dạ, khó khăn. Thiếu nước, chăm sóc cho cái đường thôi, ở một cái xã đảo nữa. Dạ. Không có xà bông nữa không? Tách biệt chứ. Gội đầu phải hái lá gì ở trên núi về nấu rồi gội. Được kết hay gì đó. Nghe mấy cô tôi kể lại. Còn tới giờ tới mình thì quá sướng. À, tới đây mình sung sướng. Dạ, tới mình sung sướng. Ông bà cô bác ngày xưa khổ lắm. Dạ. Nước không có. Dạ. Thì con cũng đọc, có tìm hiểu trên mạng rồi con cũng biết tới đạo ông Trần, ông đi từ Gạch Giá Hà Tiên đi lên đây. Thì mình nghe đọc sách báo thì mình không có hiểu được cặn kẽ đâu. Thì hôm nay đó là con cũng muốn được nghe câu chuyện của cô ba cháu thứ tư kể về sự tích về ông đó cô. Dạ, dạ. Thì nếu cậu muốn thì tôi xin trả lời để cậu biết là ngày xưa ông nhà lớn là người quê ở Hà Tiên, xã Giang Thành. Rồi ông về đây, ông đi bằng chiếc ghe giờ để làm di tích. Dạ. Dạ. Ông người quê ở Hà Tiên, xã Giang Thành. Rồi ông về đây đến 1910 là bắt đầu ông xây dựng bên trong nhà lớn, hoàn chỉnh hết ông xây dựng cái nhà dài này. Xin thưa, kia là chợ di tích ông cất để dân làng mua bán, bên đây là nhà hội, là công sở để dân làng hội họp, là nơi làm việc. Kế bên nữa ông xây hai phòng học. Ông qua Bà Rịa, ông rước thầy giáo về dạy học để mở mang dân trí, rồi ông trả lương. Tiếp nữa ông xây 6 dãy phố như vậy để cho quý cô bác phương xa về đây. Đầu hôm sớm mai chưa có nhà thì ông cho phố ở. Đôi ba năm khấm khá ông cho đất cất nhà ở, rồi trả phố lại cho ông. Ông cho người khác ở. Ở đây thì ông chỉ dạy đạo làm người thôi. Ăn hiền ở lành, ăn ngay nói thật, việc gì phải thì làm, quấy thì chừa. Nhưng mà phải tu theo phép nước, việc gì nhà nước cấm thì đừng. Ở đây thì ông dạy là tu theo dân tiên và Nguyệt Nga, trai thì trung hiếu, gái thời tiết hạnh, đó là đạo làm người thôi, chứ không có gõ mõ tụng kinh chi hết. Dạ. Dạ. Con được tìm hiểu thì đạo ông Trần là sự kết hợp giữa trời và đất của đạo Khổng Tử và đạo Nho. Dạ. Thì cũng dạy con người mình thì làm lành lắm dữ thôi. Dạ. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Ở đây thì có thờ Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử. Với là ông Quan Công. Quan Công. Rồi Đức Khổng Tử, rồi Khương Tử Nha, rồi Tề Thiên Đại Thánh. Dạ. Dạ. Mấy vị thánh đó là ông có thờ hết. Dạ. Và cái ngày lễ lớn của đạo ông Trần mình là ngày mấy vậy cô, một năm thì? Dạ thưa, 19-20 tháng 2 âm lịch là ngày vía của ông.
20 tháng 2 là ngày giỗ ông. Giỗ ông, rồi còn ngày 8, mùng 9 tháng 9 âm lịch là lễ cầu an, trùng cũ là lễ cầu an. Lễ cầu an cho ba tánh. Dạ, anh dân ba tánh trên thế giới mình được mạnh giỏi hết. Dạ, tới giờ đó thập phương khắp nơi về đây chắc rất là đông. Dạ, cứ về đông, chật ở đây luôn á, dạ. Bên trong cũng chật, ngoài đường cũng chật. Dạ. Những dãy phố này là tối đưa quý khách về nghỉ đêm. Đây có 5 dãy nè. Dạ, là mình được nghỉ đêm ở đây luôn. Dạ, thưa ngủ ở đây hết, ở đây ngủ chật hết rồi. Con cứ nghĩ tới đây tham quan xong rồi đi về thôi, chứ nhưng mà tới ngày lễ lớn thì được nghỉ ở đây một có đêm. Có điểm nghỉ. Dạ. Nghỉ ở đây rồi được ăn uống uống trà luôn đó. Dạ, ăn uống đầy đủ hết. Dạ. Nghỉ rồi cơm nước. Dạ. Năm 1904, ở dưới tỉnh Tiền Giang, năm Thìn Bảo Lục mà. Rồi ở dưới cô bác người ta khó khăn. Ông Khui lẫm chở lúa về giữ hỗ trợ cho quý bà con là 700 dạ. Rồi những ai mà khó khăn không có nhà ở, ông đưa hết về phố nè, ở 3 năm, ông cho đất cất nhà ở, rồi có một số cô bác là trở về dưới, là ở. Bây giờ những vị tiền bối đó qua đời hết rồi, rồi giờ con cháu của những vị đó vẫn nghĩ tưởng tới ông nhà lớn, nên hàng năm quý cô bác ở dưới mà thu hoạch lúa đông xuân xong là ta gửi lúa về ta kính ông nhà lớn. Hồi đầu tiên hết là 200 dạ, bây giờ là 2.300 dạ. Dạ. Rồi. Thấy hồi nãy mình đi ngang cái kho lúa. Kho lúa đó. Rất là lớn luôn, từ năm 1956. Dạ, 56 là thời ông già tôi, còn trước nữa là ông nhà lớn. Wow. Còn 56 là ông già tôi trùng tu sửa chữa lại. Dạ. Dạ. Cũng để kỷ niệm 56 chứ trước nữa. Rồi bây giờ thì bà con ở dưới những vị tiền bối qua đời hết rồi, con cháu của những vị đó vẫn nghĩ tưởng tới ông nhà lớn nên hàng năm gửi lúa về kính ông nhà lớn. Hồi đầu tiên là có 200 dạ, nhưng bây giờ là 2.300 dạ. Rồi tôi phải, đâu có chỗ phơi, tôi phải làm cái sân phơi lúa ở dưới bãi đậu xe đó. Có cái sân phơi lúa, cái sân trống vậy, rồi tôi làm bê tông. Cũng may tôi ao ước là làm sao để làm cái sân phơi lúa để cô bác miền Tây ta đem lúa về có sân mình phơi. Thế rồi có cái cũng vị khách đó đến đây ngồi uống nước trà trao đổi với nhau, cậu nói cậu là thầu ở trên thành phố Hồ Chí Minh á. Tôi nói vậy tôi mời cậu xuống ở bãi đậu xe, tôi chỉ cậu coi là cậu có thể làm cho nhà lớn cái bãi đậu bãi phơi cái sân phơi lúa được không. Thế ổng nói được, xuống dưới đưa xuống ông coi. Rồi cái tôi trao đổi với ổng rồi ổng xuống ổng làm mới vừa xong đó cậu. Dạ. Năm 1951 cô bác miền Tây ta đem lúa về kỉnh có sân phơi lúa. Là kỉnh là 2.300 dạ. Tôi làm cái sân lớn đó. Là phơi được đủ. Dạ. Dạ, cũng lúa ở dưới miền Tây năm nào ta cũng gửi về người ta kỉnh ông. Dạ. Ngày xưa thì ông đem về dưới 700 dạ. Hỗ trợ cho quý bà con khó khăn. Rồi bây giờ người ta đáp lại. Thì 2.300 dạ thì nhà lớn cũng trà rồi biếu cho quý cô bác lai rai hàng ngày hàng tháng. Rồi cuối năm bây giờ này là cũng như cây mùa xuân, chở hết ra đem ở trong lẫm này đem ra ngoài hết rồi đem nhờ nhà máy trà qua trà giùm là 1.000 dạ. 1.000 dạ lúa. 1.000 dạ lúa để rồi vô bao, mỗi một bao 15 kg, biếu hết cho xã Lâm Sơn. Mỗi một hộ là 15 kg và một thôn là 70 hộ. Mà ở đây có 10 thôn. 10 thôn. Dạ rồi mặt trận tổ quốc xã tôi cũng biếu 70 bao. Dạ rồi năm nào cũng vậy hết. Chia cho dân. Dạ cho bà con cô bác khó khăn. Còn hàng ngày thì ai khó khăn thì nhà lớn cũng biếu. Ai mà đến đây cho hay là người ta khó khăn là tôi chở tới nhà tôi biếu. Một bao gạo 15 kg đó tôi để sẵn đó. Rồi cô bác nào khó khăn cũng nói là chở đi liền. Cô bác ta. Mình có thấy bà con ở đây đa phần người dân người ta làm muối cô bác. Dạ làm muối. Chắc đời sống còn khó khăn vất vả hả cô bác? Dạ thì cũng một số khá, rồi có một số thì cũng còn khó khăn lắm. Rồi cũng nhà lớn mà ai khó khăn thì rồi bà con hàng xóm người ta vô đây cho hay rồi mình chở đến nhà mình biếu cho bà con người ta. Dạ. Bởi con nghĩ nhà lớn ở nay đây giống như là về đây người dân tới đây thì lễ lại ông, tâm linh mình nhớ tới ơn ông. Và dạ. Ở đây đó là che nắng che mưa và lo cho đời sống của người dân mình. Dạ. Khổ cực. Dạ. Tôi nghĩ ngày xưa ông đem về dưới có 700 dạ hỗ trợ cho quý bà con khó khăn. Mà bây giờ hàng năm ta gửi về đây 2.300 dạ rồi trà nó ra biếu bà con hết xã luôn. Khắp các tỉnh gửi về đây ha, miền Tây. Không có một miền Tây à. Miền Tây tỉnh nào miền Tây, tỉnh Tiền Giang, Nhị Bình. Nhị Bình Tiền Giang. Gò Lĩ.
là mỗi tỉnh Tiền Giang gửi về đây hàng trăm gửi về đây 2.300 già mỗi năm 2.300 già dạ. Mà gửi về đây mình phải phơi dạ mình phơi bởi vậy tôi mới làm cái sân không phơi là nó sẽ móc dạ nó phơi khô rồi mình mới vô kho mình cất dạ. Rồi cuối năm vậy nè tôi đem 1.000 già tôi trà mình phải đi trà dạ đem máy trà ở bên Phước Hòa ta qua đây dạ. Trà dùm cho mình chứ mình bốc vác đi xa cực lắm dạ. Còn máy ta qua thì nó nhẹ nhàng hơn dạ. Đỡ cho bà con bốc vác dạ. Năm nào cũng vậy cũng ở dưới Tiền Giang không hồi đó ông hỗ trợ cho dưới Tiền Giang có một năm bây giờ đã hàng năm gửi về biếu hết cho toàn xã bà con khó khăn cho hết năm nào cũng vậy dạ. Là lúa ở dưới Tiền Giang gửi về dạ. Nghĩ ông làm có một năm mà bây giờ cả mấy chục năm nay cô bác mình đây có gạo dạ. Ăn người Việt mình đó, với cái tinh thần là tương thân tương ái giúp dạ. Đỡ lẫn nhau dạ. Cái nọ mà thế giới mình cũng biết nữa đi đâu cũng vậy qua Ấn Độ rồi cũng vậy là biết người Việt mình giàu lòng nhân ái lắm yêu thương mọi người lắm cậu nói tôi mới trả lời cậu là Ấn Độ qua đây 40 người wow. Đăng ký dùng cơm dạ. Tôi đãi cơm đàng hoàng không ăn không khen rồi mới hôm vía tháng 9 về rồi đó cái cô đó hướng dẫn du lịch dẫn 40 người 40 nước qua đây tôi cũng đãi cơm đàng hoàng rồi mấy bà ăn mấy bà nói số 1 khen vậy đó đãi cơm 40 người tôi đãi 4 bàn 40 nước cô đó chuyên dẫn về hướng dẫn du lịch người nước ngoài không và gặp cái lúc mà kính vía tháng 9 nè khách khứa đông lắm tới mấy chục ngàn khách mà vô 40 người tôi đãi 4 bàn mấy cô ăn khen quá chừng luôn. Cái cô hướng dẫn cô đâu có ngờ mà đi qua đây rồi mình dẫn đi tham quan rồi đến về rồi tôi mà ở lại dùng cơm mà cả đoàn chứ không phải là một hai người thì đơn giản rồi dạ, cả đoàn đây là cái nhà đãi cơm đây nè dạ. Rồi còn mấy cô đó là tôi đãi ở bên trong dạ. Ở trong đó là tôi đãi ủy ban ở bên thành phố qua rồi ủy ban xã rồi các ban tế tự của xã vô rồi tôi đãi bên trong đó còn này là quý khách thập phương thì đãi đây. Rồi mấy cô nước ngoài qua 40 cô rồi sao mà tình cờ cái cô hướng dẫn cô đâu có biết mà nhà lớn để ăn đâu cái tham quan xong cái tôi mời xuống đãi quý cổ dùng rồi, quý cổ mừng khen cái cô hướng dẫn nước ngoài á dạ. Cô không ngờ đó là cái đẹp trong mắt của bạn bè quốc tế dạ. Biết về đất nước Việt Nam tại vì con đi thì cũng gặp nhiều người nước ngoài khi hỏi về đất nước Việt Nam thì họ sẽ trả lời là nó là đất nước Việt Nam có những con người hiền hòa hiếu khách từng miếng ăn cho nên dạ. Đó là những câu trả lời của những người nước ngoài đó đó cô ba dạ. Đó chính vì vậy mà cái tình thương lan tỏa yêu thương lan tỏa của người Việt mình khắp mọi nơi không chỉ trong nước luôn mà ra tới quốc tế bạn bè quốc tế họ đều dạ. Biết đó cô ba dạ. Dạ vậy là quý cho Việt Nam mình ha dạ. Cho nên hôm nay mình về tới đây rồi mình cũng chia sẻ cái lan tỏa cái tình yêu thương đó dạ. Chẳng những đó là cô dành tình yêu thương ở trong người dân trong xã trong huyện này mà tất cả mọi người nếu ai khó khăn rồi thì cũng sẽ là giúp đỡ thôi dạ. Như cô chia sẻ những cái đoàn khách đồ tham quan rồi về đây cô đãi ăn rồi thì đó họ sẽ nhớ hoài luôn dạ. Cô có thể là dẫn con cô tại vì con được có tìm hiểu là biết được cái áo quan mà chung chung á con muốn tìm hiểu về cái đó cô dạ, ba rồi tôi hướng dẫn cậu đi cho biết dạ. Con bỏ dép ở đây hả cô ba dạ 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 thì hữu thiện thì tìm hiểu về đạo ông Trần và cũng là biết về là tập tục là chung áo quan cho nên là hôm nay thì được sự cho phép của cô ba để mình vào đó mình tìm hiểu về tập tục như thế nào đây là cái nhà để đãi cơm rồi tới dạ. Chuyện vía là dựng cái nhà lên qua wow, cái nhà này để nhà đãi cơm hả cô ba 45 bàn đãi từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều dạ suốt luôn 3 ngày như vậy 3 ngày liên tục dạ. Dạ. Cho hỏi là quý anh chị cô bác trong đây phục vụ trong đây rất là đông không cô ba dạ thưa đông thí dụ như ngày nào mà nhà lớn có việc làm đông làm nhiều thì quý cô bác ta về đông dạ làm cơm nước cho thợ người ta ăn dạ còn mà người dân rồi họ cũng tới đây họ phụ hả con dạ thưa cô bác là tới là phụ hết công quả dạ công quả mà dạ hay quá rộng quá con đi cho chiếc cầu nhìn xuống rộng lắm dạ vô rồi mấy ổng đi đo đó bây giờ thì cô ba mở cửa cho vào đây. Tham quan là cái áo quan wow. Cái này gọi là lồng liệt cậu chứ không phải là quan tài hay là áo quan gì hết mà
ông dạy gọi là lòng liệt. Dạ. Lòng là mình theo trời theo Phật, liệt là nằm xuống, nghĩa là ăn của thổ, hoàn lại thổ, gọi là cất xác chứ không phải gọi là chôn. Ở đây ông dạy gọi là đám xác chứ không phải là đám ma hoặc đám tang gì hết, vì linh hồn mình theo trời theo Phật rồi, còn đây là cái xác không nên. Dạ. Gọi là đám xác. Đám xác. Dạ. Mà tại sao mình phải là đám xác cùng chung vậy cô bác? Cùng chung. Dạ. Dạ thưa, một cái này rồi, người ta cũng bó xong rồi ta về ta dỡ cái này ra, ta đem cái xác xuống ta để xuống lòng liệt. Dạ. Thì đi là nhà lớn cho thỉnh, thỉnh. Một chiếc điệm, một hai chiếc điệm. Chiếu với sáu tấm lá này. Sáu tấm lá. Sáu tấm lá thì điểm chiếu trải rồi, lá này cũng trải dưới ba tấm rồi, để cái xác lên rồi để ba tấm lên cũng như mấy nhà che đỡ. Rồi đúng 100 ngày thì trên này cô bác lên làm nhà ta mới tiêu, ta gửi xuống. Dạ. Tạm thời là ở nhà lá. Tạm nhà lá. Bây giờ ta làm nhà đẹp lắm cậu ơi. Dạ. Mấy ông thợ á, ta. Dạ. Làm khéo lắm. Dạ. À. Dạ. Mình cũng không có làm đám hay là khóc lóc con cháu đâu này. Dạ. Không có làm. Không, tử là tán, không quá 24 tiếng đồng hồ. Dạ. 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 Có một cái lòng liệt này thôi. Một cái lòng liệt kìa. Lòng liệt chứ không phải bao quan hay là áo quan gì đó, mà lòng liệt. Lòng liệt. Dạ. Thấy bên ngoài rất là đơn giản luôn. Dạ. Chỉ bên ngoài cái tấm này là tấm tre. Tre. Bó lâu vậy đem ra cạo cái này chùi rửa. Dạ. Dạ. À. Thì phía trước có cái hoa sen, có cái hình. Dạ. Hoa sen. Dạ. Ở đây là chân á. Chân, cái phần này phần chân. Ở đầu. Ở đầu. Dạ. Phần bên đây là đầu ở bên này. Dạ. Cái hình này cho con, có thể cho con biết ý nghĩa được không các bạn? Rành lắm rồi. Dạ. Người không có hỏi nên mới mốt tôi hỏi mấy ông lớn rồi. Dạ. Mấy ông già. Nhưng mà biết cái phần này là phần đầu, còn bên kia là phần chân. Dạ. Là khiên là cái đầu ở sao cái chân đi trước. Dạ. Cái đầu ở sao là thí dụ này người ta có ngồi vậy người ta không có thấy làm sao. À, coi như đi luôn đi tới luôn họ không quay lại. Còn cháu khi ta thấy vậy người ta bắt con bắt cháu đi. Dạ. Hay. Rồi cắm ở trên đây là cắm đèn cầy. Đèn cầy lâu lâu mới phải cạo rửa chùi. Dạ. Đơn giản á, chỉ có một cái tấm chiếu rồi mấy ba bó lá vậy thôi. Mà cái này ở dưới tỉnh Tiền Giang nè, cô bác ta gửi. Dạ. Về, gửi bàn về rồi ở đây quý chị này đương. Dạ. Đương điểm vậy nè, điểm nắm xác. Tại vì người dân mình nhiều khi có đất đó, thì mình chôn. Dạ, có đất ra chôn. Dạ. Hỏa tử là tán rồi, hỏa tử là vô nhà lớn rồi xin phép ông cái thỉnh này về rồi nói rồi ta tán. Dạ, cứ mỗi nhà mà ở người dân ở đây, khi mà có người thân mất thì tới đây liên hệ với đạo huynh đệ ở đây để. Dạ. Thỉnh cái này về. Dạ. Dạ. Rồi thí dụ một ngày mà mất hai người thì cái người nào trước thì thỉnh về ta chôn trước, rồi người sau thỉnh về thì cũng chôn xong ta cũng đem cái này về, cái áo quan này về người ta trả lại ông rồi cái người khác tới. Dạ. tới ta thỉnh. À, dạ. Coi như là chôn chờ đợi tử chôn là xong, tán. Dạ, tử là tán chôn. Dạ. Xong rồi đem cái áo quan trả về trả này lại, người tiếp theo khác ta thỉnh. À. Dạ. Làm cũng đơn giản á. Dạ, có mấy cái đồ này để thời đại khiên nè. Dạ, khiên bốn. Đây nè, khiên nè. Một cái áo quan chắc phải bốn người khiên. Dạ, bốn người khiên. Ờ. Dạ. Bởi vì mình đọc trên sách vở đồ này kia mình cũng không có hiểu rõ nữa. Dạ. Họ chỉ nói chung vậy thôi. Dạ. Tới con hôm nay cô ba chia sẻ về con mới được rõ. Mới biết ha. Về tập. Dạ. Tục này chứ. Dạ. Mình cũng không hiểu nữa. Dạ. Bây giờ con mới hiểu được là cái áo quan này thì trong thôn này có người dân mất thì tới đây thỉnh về. Dạ. Rồi thì tán thôi. Dạ, tử. Dạ. Là tán. Dạ. Rồi khi mà họ gối trong cái đó rồi là họ tán xuống dưới lòng đất luôn. Dạ, dạ. Con chưa. Nhưng hiểu cái chỗ đó. Tới lên thỉnh cái này. Dạ. Lớn cho thỉnh nè. 4-5 giấy đỏ, 4-5 giấy trắng. Về đặng bó cái xác. Bó cái xác. Bó xong rồi mới để vô cái lòng liệt này rồi mới khiêng ra quyệt chôn. Dạ, khiêng ra quyệt chôn. Giấy trắng nha. Nhà lớn cho thỉnh hết. Lá là điểm chiếu giải này lớn cho hết. À, mình quấn gì xong rồi là mình bỏ xuống nguyệt luôn. Dạ, đem xuống nguyệt luôn. Dạ. Dạ. Chứ không cần áo quan nữa. Tại vì áo quan ở đây đã làm lễ rồi. Về trả lại. Trả lại vậy đó. Rồi để người khác tỉnh. Ừ. Nó con thấy một cái điều rất là đặc biệt khác. Dạ. Với nó không có tốn kém gì hết. Không có mà nhạc lễ hay cái gì hết ráo. Không nhạc lễ, không kèn trống. Không có gì hết, im re. Rồi cái thời gian mà mình để tán là bao lâu? Tán người thân của mình thì tùy theo chủ nhà, tử là tán thôi, không có để lâu. Thì chờ bà con tới đầy đủ hết rồi là đem đi chôn. Cũng không coi ngày giờ giống như. Dạ, không có ngày giờ gì hết. Dạ. Ngộ vậy á. Dạ, mấy con thấy rất là hay. Dạ. Dạ. Không có coi.
Dạ. Mà không có làm lễ lọc gì hết trơn. Con thấy nhiều người nhiều khi đó là phải coi, ví dụ ba mẹ mất phải coi ngày giờ, coi nó hợp với ngày nào đó, nó phạm ngày con cháu sao thì mà ăn không được nữa. Dạ. Có, ở đây thì không có. Dạ, không có. Tử là tán. Tử là tán. Dạ, ngộ vậy. Nhiều người thì ở để 3 4 bữa, 5 bữa rồi dạ. Chờ người thân về. Dạ. Còn ở đây thì không có. Không có. Thì cũng điện báo thì bây giờ có xe rồi cô bác là cũng về liền à. Dạ. Thì cũng nhanh. Thì chờ 1 2 tiếng đồng hồ bà con về hết là chôn. Dạ. À, chắc cái cây này để khiên nè. Dạ, mấy cây đòn. Mấy cây đòn này khiên. Là mấy cụ ngày xưa. Mấy cụ ngày xưa, ngày cụ xưa lớn. Kêu bằng bái bồi đại cổ. Dạ. Bây giờ thì thôi, thì bây giờ đi cái đòn này. À, cái đòn tre. Đòn tre. Bây giờ đi những cái đòn tre này cho nó gọn. Nó gọn, nó nhẹ. Còn mấy cái đòn này nặng lắm. Nặng lắm, khiên không nổi. Dạ. Hồi xưa mấy ông cụ đi bằng này không? Đó, đây có dây luộc còn sẵn luôn nè. Dạ, chưa có hết. Rồi dạ. Cho thỉnh hết. Cho thỉnh hết. Dạ. Nhà gì nhà lớn lo hết. Không có tốn tiền gì hết. Dạ thưa không. Dạ, rồi dạ. Còn biếu cho một bao gạo nha. Ừ. Một bao gạo nè, rồi một chai dầu ăn, một bịch bột ngọt, rồi một ký đường cát, hai chai nước tương. Về lo cho ăn. Với một thùng mì ăn, mì gói đó. Rồi anh em ta ăn tới đi đào quyệt. Dạ, đi đào quyệt. Đào quyệt, nhà lớn cũng biếu hết. Trời, tất cả đều nhà lớn ai lo rồi biếu lo. Cho bà con mình dạ. Hết. Lo cho quý bà con hết. Dạ, bà con đậu hũ. Dạ. Tốt quá. Mình tìm hiểu mình mới biết được yeah. Mọi cái tôn giáo thì nó có cái hay yeah. Con cần phải tìm hiểu con yeah. Cũng biết được cái tập tục này nữa yeah. Rất là hay. Mà không có cô ba chia sẻ thì con đâu có biết được đâu yeah. Dạ nhiều khi con hỏi mấy cô ở ngoài thì mấy cô cũng không có rành cô ba yeah. Mấy cô chỉ là yeah. Con nên đến hỏi cô ba diễn kiến cô ba thì cô ba sẽ rành hơn chi tiết yeah. Hơn yeah. Dạ ở đây gọi là lòng liệt chứ không phải là lòng liệt là áo quan là quan tài vậy. Dạ, con tìm hiểu thông tin lòng là mình theo trời theo Phật liệt là nằm xuống nghĩa là ăn củi thổ hoàng lệ thổ gọi là đám xác chứ không phải đám ma đám xác đám xác lòng chỉ còn cái xác không hồn thì theo trời theo Phật hết rồi thì đây là đám xác. Dạ con thấy nhiều đoàn du khách ta tới đây người ta tham quan xong người ta đi ra người ta đâu có đi đến đây cô bác. Dạ ít lắm có một hai đoàn người ta muốn đến người ta tham quan cái áo quan bao quan cái lòng liệt này. Dạ. Và có nhiều cô bác không biết thì người ta đi về luôn. Có cậu đây sao cậu hỏi. Dạ, đây con tìm hiểu rồi, dạ. Cho nên con muốn tìm hiểu để cho biết á. Dạ. Rồi được cô ba dẫn đi vậy thôi, con dạ. Đội ơn con cảm ơn cô ba nhiều lắm ạ. Dạ, dạ, dạ. Không chị. Dạ. Cậu muốn thì tôi hướng dẫn cậu đi cho cậu biết. Dạ. Khách dạ. Đến mà tham quan mà nếu muốn biết lòng liệt thì tôi hướng dẫn đi. Dạ, dạ. Để cô bác ta biết. Dạ. Cái này thiết kế là những người to nhỏ được nằm vừa hết hả? Dạ, nằm vừa hết. Hay ha. Dạ. Lớn rồi cũng nằm được hết. Còn ha, để vô là nó vừa hết. Dạ. Khác với những cái áo quan mà những cái trại hòm này kia, mình dạ. Nhìn khác. Đây là cái nét riêng, nét đặc biệt của nhà lớn Long Sơn. Dạ. Để mình biết được. Lòng liệt, cái này kêu là lòng liệt. Cũng không gọi là áo quan hay là quan tài gì cả. Dạ, thưa không, lòng liệt. Không vậy. Dạ, lòng liệt. Cái ý nghĩa của nó cũng rất là hay luôn. Dạ. Dạ. Rồi thôi con cảm ơn cô ba. Dạ, dạ, dạ thưa dạ. Ông với chị. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Nhà lớn mình làm bằng gỗ chắc cũng gỗ quý hả cô ba? Gỗ không á cậu. Dạ, dạ, bằng gỗ. À, 6 dãy phố như vậy nè. Mà dạ. Tây đốt hết một dãy còn có 5 dãy. 6 dãy phố mà giờ còn có 5 dãy. 5 dãy. Ngày xưa Tây đốt hết rồi. Dạ, Tây đốt hết. Gỗ này từ xưa giờ nó bền trời, nó đỏ, dạ. Cái màu đỏ. Dạ. Nhìn nó ánh lên. Ở đây hồi xưa bằng gỗ rồi cái hồi thời ông là bằng gỗ. Dạ. Sau này mưa cái nó mục cái cột này hết. Rồi bây giờ mấy ông mới nói thôi ở đây là mưa gió nên làm bằng bê tông xi măng. Dạ. Cho nó không có bị mục. Con cũng có tiếp xúc với người dân á, là khi mà họ gặp ví dụ mưa hay bão đổ là họ chạy tới đây hết. Dạ. Con có tiếp xúc với những người dân xung quanh đây nè. Dạ. Họ nói vậy có gì là chạy tới nhà lớn Long Sơn. Dạ. Dạ. Có chỗ nghỉ ngơi. Có chỗ nghỉ ngơi hết. Bão lụt rồi cũng về đây. Dạ. Rồi có chiếu có gối rồi cho cô bác nó nằm nó nghỉ hết. Dạ. Tốt quá. Cho con hỏi cô ba năm nay bao nhiêu tuổi cô ba? Dạ thưa 77 tuổi. Wow, cô ba 77 tuổi. Tôi đã ngồi
còn nghỉ dùng nước. Dạ dạ. Dạ dạ. Thôi con xin phép chắc con đi. Dạ. Dạ. Con cũng xin cảm ơn cô Ba những chia sẻ về đạo ông Trần. Dạ. Những cái tập tục lồng liệt rất là hay luôn. Dạ, con cũng xin chúc cô Ba sức khỏe, có sức khỏe thật là khỏe mạnh khi mà khách thập phương tới đây tìm hiểu về nhà lớn Long Sơn và đạo ông Trần. Cô Ba có thể chia sẻ và cho mọi người được hiểu rõ hơn về đạo ông Trần á. Dạ, dạ. Lan tỏa yêu thương hơn trong nước và quốc tế đến mọi người. Dạ. Con xin cảm ơn. Rồi, chúc cậu về khỏe. Dạ, con xin cảm ơn cô Ba. Dạ dạ, con cảm ơn cô Ba. Dạ. Dạ. Xe cậu để đâu? Dạ, xe con đậu bên đây. Dạ. Chúc cậu về thượng lộ bình an. Dạ, con cảm ơn. Thì cô Ba cũng đã đưa Hô Thiện đi một vòng tìm hiểu về đạo ông Trần, nhà lớn Long Sơn và cũng như là một cái tập tục, cái lồng liệt như thế nào. Đó. Nếu như mình xem trên báo chí, báo đài thì mình cũng không có thể nào mà hiểu rõ được về đạo ông Trần như thế nào đâu cả nhà. Mà hôm nay thì Hô Thiện cũng đủ cái duyên được đến đây và gặp cô Ba, cháu đời thứ tư của ông Trần để chia sẻ cặn kẽ mà mình tìm hiểu và mình được rõ hơn, coi như giải đáp thắc mắc những cái gì mà Hữu Thiện bấy lâu nay cũng băn khoăn và chưa có hiểu, thì bây giờ thì mình cũng đã hiểu rõ rồi. Thì cả nhà mà xem video này, nếu như mà cả nhà thích video này thì cả nhà nhớ bấm like, share và comment cho Hữu Thiện. Đó chính là một cái động lực rất là lớn để Hữu Thiện có thể đi nhiều nơi tìm hiểu về văn hóa, về du lịch, về tôn giáo và chia sẻ những cái điều mới lạ hay ho để gửi đến cho cả nhà mình xem nha. Vâng, Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tiếp chân trời, nghe sóng vỗ Nam đất nước.